Lan Rừng Bản Đô Minh Lý xin kính chào tất cả mọi người nhé. Sáng hôm nay thì em còn một số đơn còn lại của chiều hôm qua hàng mua về, thì sáng hôm nay em đưa lên nốt để cho mọi người lựa chọn. Ai lựa chọn được lô nào thì mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852. Xin nhắc lại số điện thoại là 0981088852, kênh Lan Rừng Bản Đôn Minh Lý mọi người nhé. Đảm bảo 100% hàng chuẩn rừng Buôn Đôn, Đắk Lắk mọi người nhé. Sau đây thì em đi thẳng vào vấn đề chính luôn để cho mọi người lựa chọn. Hôm nay thì gồm có trâu, hoàng nhạn và kiếm và măng le khô rừng Buôn Đôn. Đây. Trâu thì chỉ có được mấy lô thôi. Đây. H1. H1 là một lô 10 cây. 10 cây mọi người nhé, 10 cây. 1 cây. 2 cây mọi người xem bàn tay nhé. 3 cây. 4 cây. 5 cây. 6. 7. 8. 9. Và đây là 10. 10 cây này. 10 cây này. Giá chỉ có là 300k thôi mọi người nhé. 300k cho 10 cây. H1 300k cho 10 cây. H2 H2 lô này cũng là 300k. Lô này gồm có 13 cây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Đây, 13 cây này với giá là 300k. 300k cho 13 cây này thôi. Xin nói với mọi người rằng là Buôn Đôn mùa này là mùa nắng gió, cho nên là cây anh em đi lấy về, như thực trạng trưa hôm qua em có quay một cái clip đấy, tức là cây vừa lấy về nhưng mà vì ở rừng không ai tưới tắm gì cả cho nên cây nó rất là thiếu nước mọi người, rất là thiếu nước. Còn ra Tết nên còn thiếu nhiều nữa. Bây giờ thì như thế này là còn đỡ. Tiếp theo H3. Đây là 7 cái trâu lá mít rồi. 1 2 mít rụt rịt luôn. 3 4 5 6 7 7 cái trâu lá mít này với giá là 500. 500k cho H3 này. 500k. H4. H4 đây là 4 khúc trâu nguyên bản. Trâu nguyên bản còn 4 khúc. Một khúc nhỏ. Đây tính 3 khúc thôi, chứ còn 4 khúc thì khúc nhỏ này thì em chỉ bỏ vào thôi nhé. 2 3 rất to này. Và đây là 4. Đấy. 4 khúc này. Với giá là 300k. 300k cho 4 khúc này. H4. H5. H5 lô này gồm có 9 cây. 1 2. Riêng cây này có cái hoa rất là độc lạ mọi người này. Không biết nó nở như thế nào thì không biết. Hiện tại bây giờ màu tím ngắt. Hoa rừng Buôn Đôn màu tím đỏ như thế này không có đâu. Đang nụ như thế này mà nó màu tím đỏ luôn. Rất lạ nhé. 2. Em đã bán đây rồi thì em không bỏ lại nữa đâu. Còn nếu khi ban đầu mà em phát hiện cái này thì em sẽ để lại vườn. 3. Để xem cái hoa như thế nào. 4. 5. 6 7 8 và đây là 9. 9 cây này với giá là 350k. H5 350k. H6. H6 đây một lô kiếm lô hội rất đẹp mọi người. Kiếm là ngắn nhá, là ngắn. Một dề này.
2 dề, 3 dề, 4 dề, 5 dề và 6 dề. Đấy, 6 dề tất cả. 6 dề tất cả mọi người nhé. 6 dề kiếm rất là đẹp luôn. Ai chốt lô này, lô kiếm này với giá là 200k. H6 200k. H7 tiếp tục cũng một lô kiếm lô hội như vậy. Đây, vòi hoa dài hơn cả lá này. Dài mút luôn. Đây. Lá như thế này, vòi như thế này, rất đã mọi người nhé. Một tép này. Đây một dề này. Đây có 3 tép này. Một dề lớn, một dề rất là lớn. Đây. Ai chốt tổng chỗ này có giá là 200k. H7. Vòi hoa rất đã nhá. Rất là dài. Gần như gấp đôi lá luôn. Tiếp theo H8. H8 gồm có 13 cây hoàng nhạn. 1 2 13 cây hoàng nhạn rời nhé. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 cây hoàng nhạn với giá là 350k. H8 H9 H9 đây là một lô trâu. Lô trâu nhỏ hàng trung nhá. Lô này gồm có 17 cây. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Đấy, 17 cây hàng nhỏ nhá. Với giá là 300k, 17 cây. Loại này thì em bán là 25 cây đến 30 cây. 25 cây, hầu như em bán 25 cây, loại này là 500. Bây giờ 17 cây này lớn hơn một chút. 300k rất là hợp lý rồi. Đấy, H19. H20. 20 đây là một lô kiếm lô hội nhá. 2 dề. 2 dề kiếm. 1 dề. 2 dề. Đấy, 2 dề kiếm rất là đã luôn. 2 dề này với giá là 200k. 200k cho 2 dề. H10. H11. Tiếp tục một lô kiếm lô hội như vậy nữa. Đây. 1 dề. 2 dề. 3 dề. 4 dề. 4 dề này. 4 dề này. Với giá cũng là 200k. Kiếm lô hội nhá. Tiếp theo. H12. Lô cuối cùng. Lô kiếm lá ngắn. Lá ngắn bản to nhá. Lá ngắn bản to. Vòi hoa đây, quả đây. Rất là dài nhá. Đây. 1 2 3 tép. 4 5 6 7 8. Đây gọi là dề tép, tép một tép như thế này. Còn đây là cứ 2 3 tép một 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 khóm này là tính khóm ấy. Đấy. Tổng lô này 8 cái dề này, 8 cái dề nhỏ nhé. Một lô như thế này giá là 200k. H12 kiếm là ngắn bản to nhé, nhìn rất đã luôn. H12 đấy. H13 đây là lô cuối cùng, một lô măng le khô của rừng Buôn Đôn. Măng le khô của rừng Buôn Đôn nhé, mọi người mua về nấu Tết, nấu măng, nấu xương, nấu gà, nấu thịt, nấu gì cũng được. Đấy, tất cả các cái dạng măng le khô. Cái này thì trong gia đình làm
nhưng mà do nhiều cho nên là bán bớt, không ăn hết được. Nên ai tốt được cái loại măng này rất là ngon, đảm bảo sạch sẽ, đảm bảo chuẩn rừng le của Buôn Đôn. 1 ký chỉ có 200k thôi mọi người nhá, 1 ký chỉ có 200k thôi. Đấy là 13 lô sáng hôm nay, mà những số lô còn lại em đưa lên để cho mọi người lựa chọn. Ai lựa chọn được lô nào thì mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852. Xin nhắc lại số điện thoại là 0981088852, kênh Lan Rừng Bản Đồ Minh Lý mọi người nhé. Đây là tất cả những cái lô hàng tối hôm qua đã đưa lên thì mọi người đã chốt hết rồi. Đấy, rất là nhiều luôn nhé, rất là nhiều luôn, mọi người đã chốt hết. Đây là chỉ còn lại được mấy lô này nữa thôi, mọi người cũng tranh thủ chốt nốt để chiều có hàng mới về mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người ở clip sau nhé. Thế này, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.